Dạ em, Thắng Phạm Milwaukee. Xin chào các anh ạ. Giới thiệu với các anh sản phẩm của hãng Milwaukee. Và đây là sản phẩm mà em giới thiệu với các anh, máy bu lông mở ốc sử dụng pin của hãng Milwaukee. Một bộ sản phẩm máy pin sạc. Dạ rồi, mời các anh mình cùng xem sản phẩm ạ. Dạ đây, giới thiệu với các anh máy bu lông mở ốc sử dụng pin của hãng Milwaukee, dòng M18 Fuel. Và đây là hình mẫu của sản phẩm đó các anh, máy bu lông đó. Và máy bu lông này có mã là 2861-20, có mô men xoắn tối đa là 600 feet trên bao. Và dòng máy có mã là 2861-20 là có lực ở tầm trung đó các anh, so với các sản phẩm có lực mạnh hơn. Và đây tune only là chỉ có thân máy đó, trong hộp đây là chỉ có thân máy. Và các sản phẩm Milwaukee được bán ở bên Mỹ là các mã sản phẩm là có 4 số và gạch 20 nha các anh. Ví dụ như đây 2861-20 đó ạ. Và sản phẩm Milwaukee được bán ở Mỹ và trên hộp của máy và trên tem của máy là có chứng nhận COLOS, là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ đó ạ. Dạ rồi, mời các anh mình cùng xem thông số kỹ thuật của máy bu lông mở ốc có mã là 2861-20. Đầu tiên, máy 2861 có đầu khẩu là 1/2 inch, 13 mm đó. Và con máy có lực siết vào là 450 feet trên bao, mình đổi ra newton là 610.1 newton. Và máy có mô men xoắn tối đa là 813.5 newton. Và máy có vòng tua tối đa là từ 0 đến 2.400 vòng. Và máy có lực nhịp gõ búa là từ 0 đến 3.000 nhịp ạ. Và máy 2861-20 có tổng chiều dài là 170.2 mm. Máy có cân nặng là 1.7 kg, chỉ thân máy. Đó rồi. Và các anh vừa xem xong thông số kỹ thuật của máy bu lông mở ốc có mã là 2861-20. Đó. Và đây là mặt sau của sản phẩm đó. Dạ rồi, và sản phẩm em mua từ Mỹ về Việt Nam là mới 100%, là còn cái tem dán luôn nha các anh đó. Và em sẽ lấy cái dao cắt tem cho lấy sản phẩm ra cho các anh mình cùng xem ạ. Đây, em sẽ lấy cái dao của Milwaukee có cái miếng mũ bảo vệ luôn, đẩy lên nè đó, rút ra. Đó, nhìn con dao sắc không các anh. Dạ rồi, và em sẽ cắt cái tem đây. Đó. Rồi, ok. Khui hộp nào. Đó, rồi. Rồi, xem bên trong có những gì. Đó, bên trong chỉ còn những giấy tờ thôi các anh, giấy sách hướng dẫn. Đó, rồi, em sẽ để cái hộp qua một bên. Các anh mua sản phẩm và có cái hộp đẹp thế này và các anh để vào tủ kiến trưng cho nó đẹp nha các anh. Rồi ạ. Đây. Dạ rồi, và tiếp theo, đây là nhân vật chính. Mời các anh mình cùng xem sản phẩm ạ. Sản phẩm mới 100% nha các anh. Đó. Dạ đây, mời các anh mình cùng xem sản phẩm ạ. Đó. Mình mũ, đó, bên trên, bên nhang Milwaukee Fuel, đầu búa và đầu vuông đó, fuel bullet là động cơ motor không trở than đó. Và mẫu bên đây, máy mẫu có mình mẫu đẹp luôn ha các anh.
Dạ rồi, mời các anh mình cùng xem cái tem của máy bu lông. Máy có mã là 2861-20, dòng 18V. Và đây là thông số vòng tua. Số 1 là từ 0 đến 510 vòng. Và số 2 là từ 0 đến 2100 vòng. Và số 3 là từ 0 đến 2400 vòng. Đó. Và bên đây là thông số lực nhịp gõ búa. Số 1 có lực nhịp là từ 0 đến 420 nhịp. Và số 2 là từ 0 đến 2700 nhịp. Và số 3 là từ 0 đến 3000 nhịp. Đó. Và đây là số seri của máy. Đó. Milwaukee. Và trên tem của máy có chứng nhận COLOS, là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó. Và tem của máy là có các bằng chữ tiếng Anh không nha các anh. Đó. Đây. Dạ rồi. Và tiếp theo, đây là viên pin của hãng Milwaukee M18 Red Lithium XC5.0. Đó. Và đây là mặt dưới có tem của viên pin Milwaukee 5.0A. Và các chữ của cục pin là ở bên Mỹ là có tem là bằng tiếng Anh không nha các anh. Và đây là ngày sản xuất của cục pin, ngày 9 tháng 8 năm 2019. Đó rồi. Dạ rồi, và tiếp theo em sẽ gắn viên pin này vào máy cho các anh mình cùng nghe tiếng máy chạy . Dạ đây, các anh mình gắn viên pin vào thì các anh hãy bóp hai cái móc này vào nha các anh. Đó, viên pin này có hai móc gài, và các anh gắn viên pin vào máy thì các anh hãy bóp cái móc này vào nha. Đó, chứ các anh đừng có đánh tay nha các anh. Đó, mình đừng có đánh tay. Đó rồi, và em đã gắn pin vào và máy đã nhận pin và đã sáng đèn. Và máy có 3 model điều chỉnh, số 1, số 2, số 3. Dạ rồi. Dạ rồi, để em gạt chút phá ngang, mời các anh mình cùng nghe tiếng máy chạy . Số 1. Máy chạy rất là mịn và nhẹ nhàng. Và số 2. Và số 3. Máy cầm rất là vừa tay và nhẹ nhàng luôn á các anh. Đó. Dạ rồi, như vậy em đã vừa giới thiệu xong với các anh máy bu lông có mã là 2861-20, và các anh vừa nghe tiếng máy chạy rồi . Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu pin và sạc. Và đây là pin công nghệ mới của hãng Milwaukee. Đó. M18 Red Lithium 2L Boost XC6.0. 2L Boost là dung lượng cao quá các anh. Đó. Và đây là mặt dưới có dán cái tem Milwaukee 6.0A. Và đây là ngày sản xuất của cục pin này, ngày 17 tháng 5 năm 2019. Đó. Và cục pin ở bên Mỹ là cái tem là có chữ tiếng Anh không nha các anh. Đó rồi. Các anh gắn pin vào máy thì các anh hãy bóp cái móc ngàm này vào nha các anh. Mình đẩy vào nó nhẹ nhàng, chứ các anh đừng có đánh tay nha. Rồi. Đó, đây là mức báo pin. Dạ rồi. Dạ rồi, và tiếp theo giới thiệu với anh cái sạc. Dạ rồi, và tiếp theo giới thiệu với các anh cái sạc pin của hãng Milwaukee. Và hãng Milwaukee có hai dòng sạc, sạc chậm và sạc nhanh. Và đây, sạc chậm
có tem là hình vuông. Đó, tem hình vuông. Và đây là sạc nhanh có tem hình bầu tròn. Đó. Và sạc nhanh có dòng chữ là Rapid Charge. Đó. Và sạc chậm sạc viên pin 5.0 là 1 tiếng 50 phút. Và sạc nhanh sạc viên pin 5.0 là 50 phút. Sạc nhanh sạc pin nhanh hơn cái sạc chậm là 1 tiếng đồng hồ. Mình có thể sạc nhanh và mình có pin mình để sử dụng tiếp à. Đó. Dạ rồi. Và như vậy em vừa giới thiệu xong với các anh máy bu lông mở ốc sử dụng pin của hãng Milwaukee M18 Fuel. Và máy có mã là 2861-20. Máy có mô men sắn tối đa là 600 feet trên bao. Mình đổi gân Newton là 813 Newton. Và máy 2861-20 có lực là ở tầm trung và so với các dòng lớn hơn. Và máy 2861-20 thích hợp với các anh thợ sửa máy hoặc là thợ sửa xe máy Honda, các anh mình sử dụng gia đình và các anh thợ điện. Dạ rồi, và tiếp theo em sẽ báo giá từng sản phẩm cho các anh được biết là giá trị bao nhiêu ạ. Máy bu lông mở ốc có mã là 2861-20 em bán với giá là 4.100.000 chỉ thân máy ạ. Và pin M18 Red Lithium XC 5.0 em bán với giá là 1.500.000 một viên ạ. Và pin M18 Red Lithium 2Lwood XC 6.0 em bán với giá là 2.000.000 một viên ạ. Và sạc chậm M12 và M18 em bán với giá là 900.000 một cái ạ. Và sạc nhanh M12 và M18 có dòng chữ là Rapid Charge em bán với giá là 1.200.000 một cái ạ. Dạ rồi, và em báo giá từng sản phẩm như vậy cho các anh được biết giá trị được bao nhiêu ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, tiếp theo em sẽ báo giá bộ sản phẩm máy pin sạc, một máy một pin một sạc có giá là 6.500.000, là gồm một máy bu lông mở ốc có mã là 2861-20 và một viên pin M18 Red Lithium XC 5.0 và một cái sạc chậm. Một máy một pin một sạc là có giá là 6.500.000. Và em có ghi chi tiết từng sản phẩm máy pin sạc trên màn hình đó ạ. Mời các anh mình cùng xem. Đó, đây là bộ sản phẩm đầu tiên. Rồi tiếp theo, dạ rồi, tiếp theo em sẽ ship cho các anh bộ thứ hai, một máy một pin một sạc và sạc nhanh đó các anh. Đó, để các anh mình sạc pin nhanh, mình có pin đầy sớm mình làm việc tiếp theo ạ. Bộ sản phẩm như các anh đang xem là có giá là 6.800.000, là gồm một máy bu lông mở ốc có mã là 2861-20 và một viên pin M18 Red Lithium XC 5.0 và một cái sạc nhanh có trị giá là 6.800.000. Dạ rồi, tiếp theo bộ sản phẩm thứ ba có trị giá là 7.300.000, là gồm một máy 2861-20 và một viên pin mới của hãng Milwaukee M18 Red Lithium 2Lwood XC 6.0 và một cái sạc nhanh. Rồi, và một bộ sản phẩm như vậy các anh mình đang xem trên màn hình có trị giá là 7.300.000. Dạ rồi. Dạ rồi, và tiếp theo đây giới thiệu với các anh bộ combo máy bu lông mở ốc có mã là 2861-22. Vừa rồi là 2861-20 là chỉ có thân máy được đựng ở trong hộp giấy. Và đây là 2861-22 là combo một máy, hai viên pin và một cái sạc và một cái thùng. Đó, 2861-22 là chỉ cái vỏ giấy ở bên ngoài thôi nha các anh. Đó, là có ý nghĩa gạch 22, một máy, hai pin, một sạc và một cái thùng. Đó, đây là bộ sản phẩm có thùng đựng máy luôn. Thông số kỹ thuật cũng y chang vừa rồi em giới thiệu với các anh. Rồi rồi, tiếp theo em sẽ khui hộp và lấy sản phẩm cho các anh mình cùng xem luôn ạ. Dạ đây, bộ sản phẩm máy bu lông 2861 được đựng trong thùng. Đó. Ten 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 ten. Đó. Bộ combo 2861-22 là gồm một máy và hai viên pin và một cái sạc. Đó, và một cái thùng đựng máy. Đó.
Mời các anh mình cùng xem sản phẩm. Đó. Fuel Woodless là động cơ motor không chở than. Đó. Rồi, mời các anh mình cùng xem tem của máy 2861. Đó. 2861 gạch 20. Đó thấy không các anh? À, cái tem được dán ở trên thân máy là 2861 gạch 20 là chỉ thân máy. Đó. Cũng thông số kỹ thuật cũng giống máy vừa rồi thôi ạ. Và trên tem của máy có chứng nhận COBLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó. Và bộ combo là được hai viên pin M18 Red Lithium XC5.0. Đó. Và máy có 3 model điều chỉnh. Để rồi, mời các mình cùng nghe tiếng máy chạy nha. Cũng y như máy vừa rồi thôi các anh. Đó. Đây là một viên pin nữa. M18 Red Lithium XC5.0. Đó, đây là bộ sản phẩm combo 2861 gạch 22 là gồm là một máy 2861 gạch 20 và hai viên pin M18 Red Lithium XC5.0 và một cái sạc chậm và một cái thùng đựng máy. Và bộ combo 2861 gạch 22 em bán với giá là 7.700.000 ạ. Đó. Dạ rồi. Và em vừa giới thiệu với các anh sản phẩm của hãng Milwaukee, máy bu lông mở ốc có mã là 2861 gạch 20, mô men xoắn tối đa là 813 N. Và các anh thấy sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì các anh hãy mua sản phẩm ủng hộ em với ạ. Và các anh muốn mua sản phẩm thì hãy liên hệ đến em Thắng Phạm Milwaukee, số điện thoại và Zalo của em là 056 641 6368. Địa chỉ của em là Trung An Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ. Và kênh YouTube của em là Thắng Phạm Milwaukee. Các anh mua sản phẩm ủng hộ em với ạ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Và em xin chân thành cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video em giới thiệu sản phẩm của hãng Milwaukee. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Thank you very much. Goodbye. See you again.